Ngày xưa, con người đã phải đối mặt với bọn khổng lồ băng hung tợn. Chúng đe dọa sẽ đưa trái đất về kỷ băng hà. Nhưng nhờ sự bảo kê của giang hồ xứ Asgard, hoạt động dưới bàn tay của Odin, lũ khổng lồ nhanh chóng bị đánh bại. Odin cầm phóng lợn dọa xiên chết Lofi, thằng cầm đầu bọn khủng bố, nhưng quyết định tha cho hắn. Ông tịch thu chiếc cháp mùa đông vĩnh cửu, trở về Asgard và bắt đầu nhìn đời bằng một con mắt theo nghĩa đen. Cảm thấy tuổi cao sức yếu, không còn đủ sức để cai quản cửu giới, ông quyết định sẽ tìm người truyền ngôi. Odin có hai người con cả là Thor, con trai của Thế Chột. Đúng là con trai của ta. Người thừa kế ngai vàng Asgard, sở hữu cây búa Mjolnir quyền năng, được rèn từ lõi của Michael Jackson, aka một ngôi sao đã chết, có sức mạnh vô đối, tạo ra điện và tích trữ trong pin con thỏ. Người con thứ là Loki, con trai của Lofi. Nhưng thay vì tổ chức một cuộc thi cho giống các vua hùng, Odin lại chọn Thor bởi vì Thor là con trưởng. Trong lúc Thor chuẩn bị thừa kế ngai vàng, Odin bất ngờ phát hiện ba tên khổng lồ đột nhập, định lấy lại chiếc cháp mùa đông vĩnh cửu. Nhưng chưa kịp làm gì, ba tên khổng lồ đã bị bộ giáp rỗng, The Destroyer, cho ăn ba quả cà mê mất xác. Tức giận vì hành động này, Thor quyết định sẽ kéo quân tới Jotunheim để dạy cho bọn khổng lồ một bài học. Nhưng Odin không đồng ý. Ông bảo rằng các loại giang hồ mà thích dạy cho người khác một bài học chỉ có mặt làm giang hồ mạng. Mày còn chưa có bằng sư phạm cơ. Thor càng bất mãn, anh kệ con mẹ Odin và cùng Loki, người bạn thời thơ ấu Sif, bộ ba chiến binh Von Stark, Ran vãi lùng, bà mẹ Asgard đặt tên con thế này đi, gọi về ăn cơm mỏi mồm lắm. Thor cùng những người bạn tìm đến Jotunheim để gây hấn với Lofi. Ở Nhật Bản, muốn di chuyển đến bất cứ đâu, chúng ta tìm đến Doraemon để sử dụng cánh cửa thần kỳ. Còn ở Asgard, muốn di chuyển đến bất cứ đâu, chúng ta tìm Heimdall để sử dụng cổng Biofrost. Nhìn phát biết ngay mẹ xịn hơn cổng 2.000 tỷ ở Quảng Ninh. Đặt chân tới Jotunheim, đội của Thor không thấy gì ngoài thấy lạnh vãi cả đái. Thor gặp Lofi. Lofi bảo Thor là thằng danh con miệng còn hôi sữa. Thor bảo miệng bố mày hôi sao mày còn ngửi. Và vụt Lofi. Người của Lofi định đập Thor. Thor đập người của Lofi. Người của Lofi đập người của Thor. Người của Thor đập lại người của Lofi. Hai bên đánh nhau cho đến khi anh em nhà Thor đều bị rơi vào chân tường và chuẩn bị bắt mạng thì Odin bất ngờ xuất hiện nối lại cáp quang và cứu cả bọn. Sau khi trở về Asgard, Odin chửi Thor là thằng ngu vì đã không nghe lời. Thor chửi lại, bảo Odin là bố thằng ngu. Odin thấy mình là bố thằng ngu thật nên đã trục xuất Thor xuống trái đất, đồng thời yểm bùa chiếc búa Mjolnir khiến bất cứ ai xứng đáng sẽ có sức mạnh của Thor. Quá đen cho Thor, khi anh không rơi xuống trường quay VTV3 tham gia chương trình vì bạn xứng đáng để dễ dàng lấy cây búa. Thay vào đó, anh rơi xuống New Mexico rồi bị đâm bởi nhà nghiên cứu vật lý học thiên thể Jane Foster, trợ tá Darcy Lewis và sau tất cả là Eric Selvig. Anh nhanh chóng chứng minh sức mạnh sấm sét bằng cách gọi bố giữa đêm, nói những điều kỳ quặc rồi bị giật điện ngất xỉu. Điện giật á? Ông là thần sấm mà bro. Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, anh tiếp tục tấn công bác sĩ, đập phá đồ đạc, rồi lại bị tiêm thuốc mê cho ngất xỉu. Cùng lúc này, rất nhiều người đã phát hiện ra nơi chiếc búa Mjolnir rơi xuống. Họ thử mọi cách nâng búa, nhưng không được. Chưa kịp gọi mấy bà đồng nát, thì đặc vụ Phil Coulson của SHIELD đã nhanh chân xuất hiện trong phút mốt. Ông gọi điện cho Sơn Tùng MTP, khiến anh rơi điện thoại và vội vã bỏ đi. Ngay sau đó là cảnh mở lèm nhất cơm ở phim, khiến Jane Foster phải đổi tên thành Jane lên trong sung sướng. Đồng thời tại Asgard, Loki phát hiện mình có nguy cơ mắc Covid vì là một thằng con rơi, được Odin đem về nuôi với mục đích sát nhập hai thế giới. Loki và Odin cãi nhau, Odin tức giận mà Odin là doanh nhân, nếu tức giận thì đi ngủ. Mình là doanh nhân, nếu tức giận thì đi ngủ. Loki lên ngôi vua và trị vì Asgard. Các bạn của Thor đến để xin gỡ bỏ lệnh trục xuất nhưng Loki bảo đéo. Quay trở lại trái đất, Thor chứng minh mình là một vị thần trong truyền thuyết với những phẩm chất tuyệt vời như là ăn nhiều, đập phá đồ đạc, không tuân thủ luật giao thông. Ít ra anh không như vị thần nào đó gửi xuống rồi đổ nước ruộng vào giếng ăn để lấy quả bưởi lên đá bóng. Phát hiện ra chỗ búa Mjolnir rơi xuống, Jane quyết định sẽ đưa Thor đi với điều kiện anh phải giải thích các hiện tượng vật lý. Thế nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra SHIELD đã xây dựng khu này thành một trường quay game show vì bạn xứng đáng phiên bản Mexico. Thor đăng ký casting bằng cách đấm vỡ mồm mấy thằng bảo vệ và an ninh. Sau một hồi chiến đấu, Thor cũng đến được chỗ chiếc búa. Nhạc hào hùng nổi lên, anh cười trong vui sướng và nhẹ nhàng đặt tay cầm búa. Anh nhấc cây búa lên nhưng không được vì anh đéo xứng đáng. Thor bị SHIELD giam giữ. Lúc này Loki xuất hiện và nói với Thor rằng Odin đã chết, lệnh trục xuất anh là vĩnh viễn. Thor cầu xin Loki cho mình trở về. Loki bảo đéo rồi biến mất. Trong lúc không biết phải làm thế nào, bất ngờ Eric xuất hiện nói rằng sắp có một show ca nhạc và Thor là rapper chính. SHIELD buộc phải trả tự do cho Thor nếu không muốn bị fan V-pop cho ra đảo, nhưng vẫn âm thầm cho người theo dõi. Loki sau khi gặp Thor đã tới Jotunheim để gặp Lofi, tiết lộ chính mình đã dẫn đường cho ba tên khổng lồ băng tới Asgard để bị ăn bắn. Đồng thời hắn nói Odin đang ngủ say, gạ Lofi đến thông đít Odin. Sao mày không làm đi? Bố mày đéo thích. Ok. Trở lại với Thor, sau khi tin lời Loki và chấp nhận việc mình không thể trở lại Asgard là một vị thần, anh quyết định sống một cuộc sống của người phàm. Đi nhậu, tán gái, ngủ cạnh gái.
Đùa, làm người phàm sướng thế này thì làm thần làm chó gì cho mệt. Cảm thấy Asgard đang gặp nguy hiểm, những người bạn của Thor là Sif và bộ ba chiến binh đến tìm Heimdall nhờ sử dụng cổng Bifrost đưa họ xuống trái đất tìm Thor. Loki biết chuyện, liền ra lệnh cho bộ giáp rỗng xuống trái đất và tiêu diệt tất cả. Nhóm Sif và bộ ba chiến binh nhanh chóng tìm được Thor. Lúc này, Thor phát hiện ra cha mình còn sống và tất cả những lời Loki nói là sàm lìn. Âm mưu của hắn là chiếm lấy Asgard. Hắn dùng chiếc cháp màu đông vĩnh cửu để đóng băng Heimdall để không ai có thể sử dụng cổng Bifrost nữa. Trước khi đối mặt với Loki, Thor và những người bạn phải chiến đấu với bộ giáp rỗng. Thôi để gọi là The Destroyer cho ngầu. Rõ ràng đây là một cuộc chiến không cân sức, kẻ hơn 8 lạng và người nửa tấn. Nhóm Thor nhanh chóng bị đánh bại và rút lui. Có vẻ như Thor đã hiểu ra điều gì đó. Anh một mình tiến tới đối mặt với bộ giáp, nói vài câu đạo lý đúng phong cách của một giang hồ mạng đích thực. Bộ giáp nghe thấy, xúc động và đồng cảm trước những gì Thor nói, liền quay đi để vung tay đấm một phát khiến anh bay vài chục mét. Chẳng nhẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao? Thần sấm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Mọi chuyện không thể như thế được. Trong lúc Jane và Thor nói những lời âu yếm cuối cùng, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Ai đó đã triệu hồi rồng thần phải không? Không, đó là chiếc búa Mjolnir. Nó đang bay tới chỗ Thor bởi vì bạn xứng đáng. Thor dùng phép thuật Winds, Enchantress biến hình và biến luôn bộ giáp thành đống sắt vụn, không hơn không kém. Cả đội sau đó nhanh chóng di chuyển tới cổng Bifrost. Thor dùng sức mạnh tình bạn, gọi tên Heimdall khiến ông phá tan băng giá và kích hoạt cổng để đưa mọi người trở về Asgard. Trước khi đi, Thor hôn Jane và nói một câu điển hình của bọn fuckboys. Anh sẽ trở lại vì em. Có con cặc tin người vãi lộn. Loki lúc này đã đưa được Loki đến Asgard. Âm mưu của hắn lộ rõ như là quần lót ngọc trinh. Anh bắn một chưởng giết chết Loki. Hóa ra đây là kế dụ hắn ra khỏi chuồng, rồi dùng sức mạnh của cổng Bifrost để tiêu diệt toàn bộ Jotunheim. Loki muốn chứng minh khả năng của mình trước mặt Odin và mẹ. Khi anh sắp thành công thì Thor xuất hiện và phá đám. Loki bắn Thor, sau đó sử dụng cổng Bifrost phá hủy nơi sống của bọn khổng lồ băng chết tiệt, nhưng lại bị Thor phá đám lần nữa. Anh em bốn bể là nhà, người dương khác họ khó mà đánh nhau. Thấm nhuần lời dạy của các cụ ngày xưa, Loki và Thor lao vào tẩn nhau một trận long trời lở đất. Trong lúc nguy cấp, Thor quyết định phá hủy cổng Bifrost để cứu lấy lũ khổng lồ, dù biết sẽ không thể gặp Jane nữa. Có lẽ Thor thích bọn khổng lồ hơn. Cây cầu bị gãy, Thor và Loki rơi xuống vực, nhưng Odin đã kịp thời thức dậy và cứu cả hai anh em. Nhưng Loki vốn không quen vớt trụ nên đã buông tay và rơi xuống vực. Thor lúc này nhận lỗi với Odin. Con không phủ nhận là mình cần phải học hỏi nhiều, nhưng mà đó cũng là một cái cơ hội, là một cái nền tảng để mà Odin bảo Thor là xài đầu mùa, còn non và xanh lắm. Anh đến cổng Bifrost, nhìn xuống Jane và nở một nụ cười mãn nguyện. Hết phim. Em thực ra là chưa hết phim. Lúc này Thế Chột Da Đen đến tìm Eric, định nhờ anh đến biểu diễn cho bọn giang hồ tại Mỹ. Eric bảo đéo, nhưng sau khi thấy Khối Lập Phương, ảo ảnh Loki xuất hiện và thuyết phục ông đồng ý. Thor 2 mở đầu vào một cảnh đánh nhau khá là khác biệt, giống y hệt Thor 1. Chỉ có điều, lần này cuộc chỉ huy là Bo, bố của Odin, ông nội của Thor. Chống lại Bo là phiến quân yêu tình tối, Dark Elf, cầm đầu bởi Malekith, một fan trung thành của Ngô Tất Tố, vì muốn tắt đèn toàn bộ vũ trụ bằng sức mạnh của khối Ether, hay còn được biết đến với cái tên Reality Stone. Kế hoạch thực sự của hắn là lợi dụng sự hội tụ, khoảnh khắc mà cửu giới cùng nằm trên một đường thẳng, sẽ giải phóng sức mạnh của Ether, phá hủy mọi thứ và bao trùm vũ trụ trong bóng tối. Để làm gì? Chắc là để cho vui. Không may cho Malekith, khi còn đang say sưa trong tiết học toán hình bài 9 điểm thẳng hàng, thì Bo cùng lính Asgard đến ngăn chặn, đập cho bọn Elf tơi tả, tiện tay trộn luôn khối Ether, dạy cho Dark Elf một bài học, đồng thời dạy luôn Odin thói ăn cướp. Vài trăm năm sau, Odin bắt trước ăn cướp cả khối mùa đông vĩnh cửu lẫn một đứa bé tại Jotunheim. Quay trở lại với Malekith, nhận thấy bất lợi đang nghiêng về phía mình, Malekith ra lệnh cho toàn quân tử chiến. Rồi như một tướng quân dũng mãnh, hắn cũng đích thân lên một chiếc tàu đi con mẹ nó luôn. Trong khi đó, Bo cùng đoàn quân Asgard tìm cách phá hủy Ether, nhưng do chưa đập đá bao giờ, ông đành niêm phong nó cho thế hệ sau đập. 5.000 năm sau, Loki lúc này đã bị bắt và phải chịu án chung thân vì phá hoại trái đất ở The Avengers. Bộ phim chúng tôi sẽ là một video tóm tắt mà bạn có thể xem sau video này. Loki nói, hello mẹ. Mẹ Loki nói, hey Loki. Odin nói, rồi tống Loki vào tù. Cùng thời điểm ấy, chiến tranh nổ ra khắp nơi. Sif và bộ ba chiến binh đang last hit quái ở Vanaheim thì Thor xuất hiện và cả S con mẹ nó hết. Có vẻ sau thời gian đến trái đất, anh đã học được cách đập đá khiến đối thủ sợ hãi mà đầu hàng, mang lại hòa bình cho cửu giới. Cổng Bifrost, thứ mà ông Việt đã phát âm sai tên ở phần 1, bị phá hủy 2 năm trước, giờ đã được sửa lại nhờ sức mạnh của Space Stone. Nhưng Thor vẫn đéo chịu đến gặp Jane, trong khi Jane thì ngày ngày vẫn kiếm tìm hình bóng Thor trong những người đàn ông khác. Cô thử đi hẹn hò, nhưng bị Darcy Lewis, thực tập sinh của mình, phá đám. Lewis rủ Jane đi hết cùn.
Jin dù cảm thấy hơi có lỗi, vẫn quyết định bỏ đi vì bố cần phải hơn bố cu. Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại. Đồng hành cùng Jin và Darcy còn có Ian, nhân vật mà bạn không cần quan tâm. Cả ba tìm thấy một khu bỏ hoang, rõ ràng là dành cho bọn nghiện. Chịu ảnh hưởng của cửu giới xếp thẳng hàng với nhau, nơi này không có trọng lực, đồng thời có những cổng không gian dịch chuyển đồ đạc đến thế giới khác. Và để chứng minh cho điều đó, một thằng nhóc bắt đầu biểu diễn nâng ô tô bằng một tay. Tiếp theo là chai nước rơi vô tận, cả nhóm vui vẻ cùng nhau. Trừ Jin, cô bỏ đi và bắt đầu gặp ảo giác. Jin thấy mình đứng cạnh một phiến đá, bất chợt cô bị một thứ chất lỏng trôi vào người. Đó chính là ether mà Bo đã chôn hàng ngàn năm trước. Cô trôi rồi tỉnh dậy, tự nhủ đây là lần cuối phê pha, chạy ra ngoài và được Darcy cho biết mình đã ngất đi trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Và Darcy đã gọi cảnh sát, nhưng do sức mạnh của khối ether, Jin không bị ướt áo mặc dù trời mưa to. Rồi thỏ xuất hiện làm cô ướt quần, ướt đến nỗi Jin tát thỏ một phát, hai phát vì bỏ cô đi 2 năm mà không thèm inbox hỏi thăm. Lúc này mấy anh cảnh sát xuất hiện, không làm Jin ướt quần nhưng vẫn muốn đụng bỏ cô, khiến Jin tự tùng trưởng đánh văng cả lũ. Cảm thấy có điều không ổn, Thor đưa Jin tới Asgard. Tại đây họ phát hiện Jin có mang ether trong người. Odin quyết định sẽ xử lý mọi rắc rối bằng cách đọc truyện cổ tích, chính là cái chuyện mà từ đầu video tôi đã kể với các bạn. Từ đây ta biết được khối ether đã bị kích hoạt, nhập vào Jin và tự vệ khỏi những nguy hiểm xung quanh cô. Khối ether bị kích hoạt đồng thời đánh thức Malekith, cáo kỉnh vì ngủ chưa đủ giấc. Hắn giết một tên thuộc hạ cho hả giận, nhưng mà tên thuộc hạ không chết mà thực ra đã trở thành một siêu chiến binh to hơn, khỏe hơn, giấu trại hơn, cố tình bị bắt để trà trộn vào Asgard, có tay trong binh đoàn Dark Elf tấn công Asgard trong những tàu bay tàng hình. Asgard gần như thất thủ. Là một tên nghiện lâu năm, Malekith biết đá đang trong người Jin nên đi tìm cô ngay lập tức. May mắn cho Jin, cô được Frigga, mẹ của Thor bảo vệ, đánh cho Malekith thấy mồ, thấy luôn cả nhục vì thua một bà già. Malekith quyết định làm hai việc, gọi đồng đội tới giúp và kiếm cái váy để mặc. Nhưng Malekith không chỉ là một thằng mặc váy, hắn còn là một thằng mặc váy ngu khi bị Frigga lừa. Cay cú vào nhục nhã, hắn chửi, con đĩ. Frigga bình tĩnh đáp lại, thế thì mẹ mày với tao là đồng nghiệp. Hắn nổi giận và giết bà. Thor đến nhưng đã quá muộn, anh chỉ kịp hóa Pikachu, không phải để tấp Malekith vào lề, mà lại phóng điện làm biến dạng khuôn mặt của hắn, rồi cùng Odin chết lặng bên thi thể của mẹ mình. Đám tang của Frigga được tổ chức trang trọng và uy nghiêm theo đúng nghi lễ Asgardia. Tức giận và muốn trả thù cho mẹ, Thor trình bày kế hoạch với Odin, anh sẽ mang Jin khỏi Asgard, thừa lúc Malekith lấy khối ether ra sẽ tấn công, đồng thời phá hủy ether. Odin đáp, buộc anh phải tự ý hành động. Loki đang đau khổ và phẫn nộ sau sự ra đi của mẹ thì Thor tìm đến. Chắc phải tuyệt vọng lắm Thor mới tìm đến Loki, nói rằng anh cần được đưa ra khỏi Asgard bằng lối đi bí mật, đổi lại sẽ trao cho Loki cơ hội trả thù và được nổi tiếng trên mạng. Loki ngay lập tức đồng ý. Bộ ba Jin, Thor cùng Loki lên chiếc tàu mà Malekith bỏ lại, lúc Vorsak và Sif ngăn cản các chiến binh Asgard trong khi Heimdall đánh lạc hướng Odin. Thor tập lái máy bay, quân đội Asgard bắn Thor, Loki chửi Thor, Thor đẩy con mẹ nó Loki rời khỏi máy bay. Thor giết Loki, không, Thor chứng tỏ mặc dù chỉ có búa mà không có liềm, anh vẫn có não và đã nhờ Fandral chuẩn bị sẵn một chiếc tàu đưa cả bọn vào lối đi bí mật và rời khỏi Asgard an toàn. Sau khi đặt chân tới Svartalfheim, Thor và Loki chuẩn bị kế hoạch tác chiến bằng cách đánh nhau. Anh em như thể chân tay nên Loki chặt luôn tay của Thor để chứng tỏ anh em còn cặp với mấy thằng Asgard. Hắn ném Jin cho Malekith, cầu xin một chiếc vé ghế đầu để chứng kiến Asgard bị phá hủy. Malekith nhấc Jin lên trời, Jin ướt ngực. Nhưng Malekith không ký, mà hắn hút hồn Jin, mặc cho Thor tức lòi mắt nằm một góc mà không làm gì được. Khi khối ether vừa được lấy ra, Malekith chứng tỏ mình không phải là một thằng ngủ mặc váy, mà là một thằng ngủ vãi cả lộn mặc váy. Tất cả chỉ là ảo ảnh do Loki tạo nên. Ảo thật đấy! Thor mọc tay, lấy búa, giật sét, phá hủy ether. Khói bụi mù mịt, hàng trăm mảnh vụn ether lơ lửng trong không trung. Nhưng mà, ngạc nhiên chưa, Malekith hấp thụ toàn bộ sức mạnh của ether. Sau đó phô diễn sức mạnh bằng cách quay đầu bỏ đi. Thor tức giận đuổi theo, rồi bị thuộc hạ của Malekith là Agrim, thằng siêu chiến binh lúc đầu, cản lại và đập cho một trận. Loki xuất hiện kịp thời, đâm Agrim, cứu Thor, để rồi ăn một quả xin hài. Nhưng thay vì nhận 100.000 một điểm, thì anh chỉ được một slot tại đài hóa thân Hoàn Vũ. Dù vẫn kịp gài một quả lựu đạn hố đen và kết liễu Agrim, Thor từ trạng thái an hành chuyển sang trạng thái ăn năn hối lỗi trước sự hy sinh của Loki. Mất mẹ, mất em, hỏng kế hoạch, anh đưa Jin vào trong hang và tuyệt vọng. Bỗng dưng, chuông điện thoại kêu lên, phía bên kia là Richard. Ngạc nhiên vì có thể gọi điện cách xa hàng ngàn năm ánh sáng, Jin yêu cầu Richard giữ máy, đồng thời cùng Thor tiến sâu vào trong hang động. Họ phát hiện ra một cổng dịch chuyển. Ngay lập tức, Jin và Thor tiến vào, bay về trái đất, rồi ăn trộm xe, đi về nhà. Họ gặp lại ca sĩ Eric, người sau khi cởi chuồng chạy lông nhông ngoài đường, dễ vật lý trong trại thằng điên, bây giờ đã trở về. Ông không mặc quần và chạy tới ôm Jin, khiến bạn liên tưởng đến những bộ phim mà thường xem một mình. Nếu bạn nghĩ thế thật, thì kẻ mặc áo còn xứng đáng hơn bạn, vì nó treo được búa của Thor. Eric nghe theo lời tổ tiên chỉ dẫn từ những nền văn minh cổ đại Maya, Trung Quốc, Ai Cập, Việt Nam đã tìm được ra điểm hội tụ là Greenwich, nơi mà chín thế giới sẽ thẳng hàng. Nhận thức được kẻ thù cực kỳ nguy hiểm,
đồng thời sở hữu sức mạnh của viên đá vô cực. Các đội lên kế hoạch tác chiến. Eric và Jane đã tạo ra một thiết bị có thể dịch chuyển mọi thứ từ thế giới này sang thế giới khác, sẵn sàng cho cuộc tấn công của Malekith. Cuộc chiến nổ ra, Thor lao vào đánh nhau với Malekith, hai bên đánh nhau xuyên kiểu giới, khiến người xem VE không thể rời mắt vì những cảnh quay táo bạo, sống động như chị này định ký ngực Thor. Hôn nhau giữa chiến trường, trong khoảnh khắc quyết định khi Malekith giải phóng sức mạnh của Ether, chấm dứt ánh sáng và hủy diệt toàn bộ vũ trụ bằng sức mạnh khủng khiếp, thì Thor lạnh lùng bước đến, dịch chuyển hắn đến nơi khác nhờ thiết bị của Jane. Sau đó, Eric dịch chuyển chiếc tàu bay đang rơi để cứu Thor. Đồng thời, đè chết Malekith, Jane ôm Thor, Darcy hôn Ian. Thor trở về Asgard, nói với Odin rằng mình không xứng đáng làm vua và anh sẽ tới trái đất sống cùng Jane. Odin đồng ý, Thor bỏ đi. Lúc này, Odin cho mọi người xem quảng cáo Omo. Vì ngạc nhiên chưa, hóa ra ông là do Loki biến thành, anh đéo chết và trở thành vua của Asgard. Nếu Thor 1 có một after credit thì Thor 2 có tận 1 cộng 1 bằng 2 after credit. Đầu tiên là cảnh Volstagg và Sif đến thăm Tivan và giao hộp đựng Ether cho ông ta với lý do sợ dân Asgard đập đá quá nhiều. Thứ hai là cảnh Thor và Jane hôn nhau, còn người yêu cũ của thằng viết kịch bản thì chạy lầm nhầm ngoài đường. 2 năm sau trận Sokovia, Thor đang trên đường đi tìm những viên đá vô cực, nhưng do không có máy giỏ của Bulma nên mãi không tìm được viên nào. Đã thế, lại còn bị tên quỷ lửa Sauter bắt giữ tại Muspelheim. Thor cố môi thông tin từ Sauter, được tiết lộ rằng Odin đã không còn ở Asgard và tận thế Ragnarok sắp xảy ra khi chiếc vương miện trên đầu hắn được đặt vào ngọn lửa vĩnh cửu trong hầm của Odin. Lúc đó, Asgard sẽ diệt vong. Thor quyết tâm trận Ragnarok bằng cách đánh bại Sauter, lấy vương miện rồi gọi Heimdall mở cổng Bifrost. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thật ra, Heimdall đã mất tích. Gác cổng Bifrost hiện là Scourge, người đang mải khoe súng với hai cô nàng xinh đẹp. Chưa kịp khoe khẩu súng trong túi giữa thì hắn phải mở cổng Bifrost để đưa Thor về, kèm theo một cái đầu rồng khiến hai cô em chạy mất dép. Trở về cung điện Asgard, Thor thấy thượng vàng của em trai. Odin thì đang nằm ăn nho xem kịch, nói về sự hy sinh dũng cảm của Loki. Tức giận vì ông già ăn nho mảnh mà không gọi mình, Thor ném búa vào mặt Odin, dọa đập nát mặt ông cho bõ tức. Odin sợ hãi hiện nguyên hình là Loki đang cải trang. Thor tức giận bắt thằng em trời đánh đi tìm bố. Thì ra Loki đã đưa Odin tới một trại dưỡng lão tại trái đất, thế nhưng khi đến nơi thì chỗ này đã bị phá hủy. Trong lúc không biết tìm ông già ở đâu, một chiếc phòng lửa xuất hiện dưới chân Loki và anh biến con mẹ nó mất, chỉ còn lại mẩu giấy ghi địa chỉ. Lần theo địa chỉ ghi trên giấy, Thor gặp Doctor Strange, pháp sư của trái đất, người mà chúng ta sắp có một video tóm tắt phim. Strange yêu cầu Thor đưa Loki trở về Asgard, đổi lại sẽ giúp anh tìm Odin. Thor đồng ý, Strange bắt đầu sử dụng những quyền năng của mình để mời trà, rót bia, rút tóc Thor, rồi tạo ra vòng lửa, bảo Thor là con chó và bắt anh nhảy qua. Thor sủa gâu gâu, tôi định nhảy qua thật, thì nhớ ra con thằng em và cái ô. Anh triệu hồi cái ô và yêu cầu Strange thả Loki. Strange vẽ vòng, Loki rớt xuống, chỉ Strange vì bắt anh rơi tự do trong 30 phút. Làm con rơi cả đời thì rơi thêm 30 phút có sao đâu. Tức giận vì bị xỏ xiên, Loki vung dao định xiên Strange thì bị dịch chuyển đến nơi mà Odin đang đợi. Ba bố con ngồi tâm sự, Odin nói mình sắp chết. Khi đó, Ragnarok sẽ xảy ra vì Hela sẽ được trả tự do. Hela là con cả của Odin, chị của Thor và Loki, nhưng mẹ cô có phải là Frigga không thì không ai biết. Hela được mệnh danh là nữ thần chết chóc với tham vọng thống trị toàn vũ trụ. Sức mạnh của Hela được bòn rút từ Asgard và nếu cô ta tới được đó thì sẽ đạt mức cực đại. Nhận ra không thể ngăn cản con gái, Odin đành giam cô lại, nhưng Hela sẽ tự do ngay khi ông chết. Sau khi chăn chối với hai thằng con xong, Odin hóa thành một luồng năng lượng rồi biến mất. Bố chết, hai anh em chưa kịp mở di chúc để xem có được miếng đất nào không thì Hela xuất hiện, tuyên bố quyền thừa kế là của bà mày. Thor không đồng ý, ném búa vào mặt chị, Hela bật mốt Trần Quốc Toản, bóp nát quả Mjolnir. Loki sợ hãi, gọi cổng Bifrost để chạy trốn, nhưng Hela đơn giản là quá OP, đổi theo tia năng lượng, đánh văng Loki và Thor ra ngoài không gian, rồi bay tới Asgard. Tại đây, ả ra tay giết chết Volstagg và Fandral, tha chết cho Skurd và nhận hắn làm tay sai. Thor bị rơi xuống Saka, hành tinh toàn rác phản tháng 8, rồi bị một đám thổ phỉ từ đầu kéo tới và tấn công. Do không có búa, anh bị trói bởi lưới điện và ăn đập sấp mặt lờ. Bỗng, một chiếc tàu bay xuất hiện, bên trong là một cô gái lực điền mang tên Scrapper 412, chứng minh là một người có số má không chỉ trong tên mà còn ngoài xã hội. Cô điều khiển robot bắn nát bét bọn thổ phỉ. Chưa kịp há mồm cảm ơn thì Thor bị 412 ném một thiết bị đặc biệt vào cổ, giật điện và lôi đi. Lúc này tại Asgard, Hela đối đầu với đội quân Asgardian do Hogun cầm đầu, được đào tạo bài bản, học rất nhiều võ thuật như túy quyền, long hình quyền, thái cực quyền, vân vân. Nhưng họ vẫn không phải là đối thủ của Hela vì ả có võ công tối thượng, nữ quyền. Quân đội Asgard bị tiêu diệt, Hela chiếm lấy ngôi vương, dùng thuật gọi hồn để hồi sinh binh đoàn chết và con sói khổng lồ Ferris. Ả bắt đầu đi tìm kiếm, nhưng chưa kịp tìm kiếm cái gì, tìm kiếm ở đâu, tìm kiếm như thế nào thì Heimdall đã lẻn vào và lấy kiếm tại cổng Bifrost, hòng đưa dân chúng đi lánh nạn.
trở lại Saka, Thor bị đưa đến gặp Grandmaster, kẻ đứng đầu nơi này, bị 412 bán với giá bèo bọt 10 triệu. Loki cũng có mặt tại đây, nhưng nhờ dẻo miệng, hắn đã mượn ít Grandmaster để lấy lòng, đồng thời tận hưởng cuộc sống thoải mái. Thor thì không may mắn như vậy, anh sẽ phải chiến thắng đấu sĩ mạnh nhất để rời khỏi đây. Nhưng trước khi đánh nhau, anh phải chuẩn bị, và trong quá trình chuẩn bị, Thor phát hiện ra 412 là một Valkyrie huyền thoại, cắp một tảng đá tên Khót và được đưa đến 30 chai. Nhưng trong cái rủi còn có cái xui, đối thủ của Thor trong cuộc chiến chính là Hulk. Quá vui mừng vì gặp lại anh em thân thiết, hai người tay bắt mặt mừng, la vào chào hỏi nhau bằng cách đấm vỡ mồm thằng kia. Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch tính, Hulk bị đánh bay vào tường, Thor tiến tới định bắt trước Natasha, vút về Hulk, nắm tay Hulk, dỗ ngọt Hulk. Khi kế hoạch chuẩn bị thành công thì đập vào mặt Hulk là cái mặt hãm lợn của Thor, khiến anh điên lên. Quật Thor lên bờ xuống ruộng như cách mà Hulk đã quật Loki trong Avenger. Hulk bắt đầu chiếm ưu thế, đấm liên tục vào mồm Thor. Trong lúc cuộc chiến sắp ngã ngũ thì ảo ảnh của Odin hiện lên. Thor sợ hãi vì tưởng sắp phải đi gặp bố, anh biến thành Raiden và giật điện Hulk, chuẩn bị tung đòn kết liễu thì bị giật điện trong ngất xỉu. Đùa thân sấm kiểu đeo thân bị giật điện này. Sau đó, Thor tỉnh dậy tại một nơi sang trọng, nhìn thấy chiếc Quinjet mà Hulk khi xưa rơi xuống. Thor nghĩ ra kế hoạch rời khỏi đây. Anh dụ 412 tới, lừa cô để lấy và gỡ thiết bị giật điện trên cổ, đập vỡ cửa kính, rồi leo lên chiếc Quinjet, cố gắng khởi động nó. Hulk đuổi theo, bắt Thor ở lại. Trong lúc đang đập phá Quinjet, thì hình ảnh kèm tin nhắn của Natasha hiện lên. Nhưng thay vì trở nên cứng cứng, to lớn khi thấy gái đẹp, Hulk lại nhỏ dần, xìu đi và yếu đuối hơn bao giờ hết, trở lại thành Banner. Anh không có chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra ở Saka. Grandmaster thì sốt ruột vì Hulk đã biến mất, ra lệnh cho Loki và 412 đi tìm. Hai người thực hiện ngay lập tức bằng cách lao vào đánh nhau. Loki dùng chết tâm chi thuật đào lại ký ức đau buồn ngày xưa khi tất cả Valkyrie bị Hela sát hại, chỉ còn cô may mắn là sống sót. 412 đáp trả, đấm vào mặt Loki rồi xích hắn đến chỗ thỏ như một lễ vật giảng hòa. Để thoát khỏi Saka, cả bọn sẽ phải chui qua lỗ đít của quỷ, đó là một cổng không gian dẫn thẳng tới Asgard. Thor bảo chúng ta sẽ lên tàu này và bay xuyên qua, nhưng tàu ở đâu thì Thor đéo nói, không muốn phải chịu cảnh bị thông bít suốt đời. Loki đề nghị sẽ giúp cả đội đột nhập và ăn cắp một chiếc tàu của Grandmaster, vì anh có bật mã truy cập hệ thống an ninh của lão. Cuộc đào tẩu bắt đầu. 412 phá cửa phòng giam, vô hiệu thiết bị giật điện trên tù nhân, đưa cho Cock một khẩu súng để họ thực hiện một cuộc bạo động. Thừa lúc hỗn loạn xảy ra, hai hoàng tử xứ Asgard lẻn vào dinh thự của Grandmaster, dễ dàng hạ gục mấy thằng lính và nhanh chóng tìm thấy chiếc tàu bay đưa họ trở về. Loki với bản chất gian xảo đã ăn vào trong máu, hắn phản bội và tìm cách báo lực lượng an ninh tới bắt anh trai mình, hòng lĩnh thưởng một khoản tiền lớn. Nhưng Thor thì không còn đơn giản như trước. Sau khi mất mẹ, mất bố, mất búa, mất luôn niềm tin vào thằng em mất dạy, anh kích hoạt thiết bị giật điện đã gắn vào lưng của Loki từ bao giờ, rồi lên tàu bay đi, gặp lại 412 và Banner trên trời. Thay vì nhanh chóng rời khỏi Saka, họ quyết định đập phá vài cái tàu bay để giải trí bằng tay không. Loki may mắn gặp đội Cock, được tắt thiết bị giật điện, rồi cùng họ ăn cắp một cái chiến hạm tỏ vãi cả lìn. Cùng lúc đó, sau khi đập phá lũ tàu phế vật chán chê, bộ ba Thor, Banner và 412 hô vang Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, rồi tiến vào lỗ đít quỷ trở về Asgard. Tại đây ta được biết Hela là fan của The Night, mà Heimdall thì cứ có vở trách bảo kiếm không ra của Bree, khiến ả tức tối chút giận lên người dân bằng cách dọa chặt đầu một cô gái để thị chúng. Trước tình thế nguy cấp, một thanh niên đành phải đứng ra chỉ chỗ ẩn náu của Heimdall, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Thor đến kịp lúc Hela tấn công nơi ẩn náu của Heimdall, anh nhanh chóng trở về hoàng cung dụ mụ ta quay lại để người dân có cơ hội bỏ trốn trên cầu Bifrost. Hai chị em lại có dịp hàn huyên tâm sự chuyện ngày xưa. Khoảnh khắc ấy, nội tâm của hai đứa trẻ mồ côi được khai thác một cách tinh tế và sâu sắc. Họ dần thấu hiểu, cảm thông hơn và quyết định lao vào đánh nhau một trận. Lúc này, dân chúng vẫn đang di chuyển trên cầu Bifrost, nhưng họ bị chặn đằng sau bởi đội quân của Hela, đằng trước là con sói khổng lồ Fenris. 412 xuất hiện định làm thịt con chó, nhưng không ăn thua vì thiếu giường mẻ và lá mơ, buộc Banner phải nhảy xuống, đập mặt vào cầu rồi bất tỉnh. Sau đó, anh hóa thành Hulk chiến đấu với nó, rồi bị rơi xuống biển. Binh đoàn Undead từ phía sau tấn công, ham đồ chống trả, nhưng bị chúng quật ngã, suýt bị giết chết. Thì Cock, Miek và Loki xuất hiện giải cứu kịp thời. Họ bắt đầu phản công, đồng thời đưa toàn bộ dân chúng lên chiếc chiến hạm khổng lồ. Thor lúc này thay Odin làm thế chột da trắng vì bị Hela chém mù một mắt. Bắt đầu chơi ai là triệu phú với Thor bằng câu hỏi mày là thần gì? Đang định trả lời là thần đằng, Thor thấy sai nên sử dụng quyền trợ giúp tưởng tượng là người thần. Anh và Odin sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Thor mách bố, Hela chơi oản tù tì toàn ra kéo, không có búa, Thor không thắng nổi. Cái thằng óc chó, mày là thần gì? Tôi biết tôi đã không hỏi ông. Mày là vị thần mà trong người lúc nào cũng có điện. Chưa kịp hỏi thêm thì thời gian kết thúc, quay trở lại hiện thực cùng câu hỏi mày là thần gì của Hela. Thor chợt nhận ra điều gì đó, mặt ảnh sáng lên. Thần mà có điện trong người thì chỉ có thể là thần kinh. Sấm chớp nổi lên, anh lại biến thành Raiden lần nữa, bắn rơi chị mình khỏi lâu đài, rồi xông vào giật xét bọn Undead. 412 lên đồ Valkyrie tham chiến cùng Loki để clear đội quân của Hela cho nhanh, còn Hulk thì đấm văng con sói Fenris xuống vực. Sau khi cư dân đã an toàn trên chiến hạm khổng lồ, Thor vẫn còn phải đối đầu với Hela. Thor bảo Loki
Loki đến căn hầm, đặt vương miện Soldier vào ngọn lửa vĩnh cửu để triệu hồi hắn ở dạng bản thân Vlog, tạo ra tận thể Ragnarok, phá hủy Asgard, từ đó tiêu diệt Hela. Con anh và 412 sẽ đánh nhau với Hela để cầu giờ. Lúc này, chiến hạm chở người dân bị Hela cản lại. Scott thấy vậy, lấy ra một khẩu Mark, một khẩu Angen, rồi hy sinh anh dũng để bảo vệ tầng lớp vô sản, tạo điều kiện cho chiến hạm cất cánh an toàn. Loki đặt vương miện vào ngọn lửa vĩnh cửu, Soldier hồi sinh, hóa to và bắt đầu hủy diệt Asgard bằng một cái mìm. Bỗng, Hulk tỉ đầu lao tới, tấn công Soldier, nhưng bị hắn cầm như một con kiến, rồi quẳng xuống dưới. Thor cầu xin Hulk đừng đập phá gì cả. Hulk lẩm bẩm, lần này bố mới tha nhá. Rồi đưa Thor và 412 lên chiến hạm bỏ đi. Soldier đâm một nhát sâu xuống Asgard, tiêu diệt nơi này cùng với Hela. Ragnarok đã xảy ra, nhưng Thor đã kịp bỏ đi cùng với thần dân của mình. Heimdall hỏi Thor, lúc này đã trở thành vua, rằng chúng ta sẽ đi đâu. Thor vì nhớ Jane nên quyết định đến trái đất và đi theo con đường cách mạng. Hết phim. Nếu Thor 2 có 2 after credit thì Thor 3 cũng có 2 after credit. Đầu tiên là cảnh tàu của Thor gặp một cái tàu tỏ vãi lìn. Chi tiết này liên quan chặt chẽ đến phần sau là Infinity War. Thứ hai là cảnh mà thật ra bạn không cần quan tâm lắm. Đấy là Grandmaster bị người dân Saka lật đổ. Và đó là kết thúc của Thor. Tận thể Ragnarok, bạn chê phim tôi dở, tôi làm phim dở hơn. Bạn khen phim tôi hay, tôi cũng làm phim dở hơn. Bạn bảo phim tôi trẻ con, tôi khỏe đít. Đó chính là Thor, vị thần sấm quyền năng của chúng ta đã quay trở lại trong phần phim mới, vẫn với công thức từ thời Pharaoh cởi chuồng, nhưng mà X10 nó lên, dốc ngập mồm. Dù sao thì xem phim này giải trí cũng được. Biết cái gì không được không? Chúng tôi bị hack kênh, mà bị hack kênh mất nhiều video quá các ông ạ. Bây giờ các ông phải xem những video mới up đi, xong rồi like lấy cái thứ đi cho traffic nó ổn đi, không chết mất. Nhưng mà để xem Thor Love and Thunder cũng như là cái video này thì bạn cần phải tháo não trước đã. Tháo rồi thì bây giờ là recap Thor, sấm sét và ái tình. Bộ phim bắt đầu tại một sa mạc khô hạn, một anh đầu trọc của một cô con gái đang chết dần chết mòn vì đói. Tìm đâu ra đồ ăn ở nơi hữu quạnh này? Là tôi thì tôi sẽ gọi GrabFood, nhà tài trợ. Không phải à? Không, nhà tài trợ của video này là trùng cuối do bán áo chính thức của hệ thống The Reviewer, nơi chúng tôi có đủ loại áo từ anime, phim, game. Thêm vào đó chúng tôi còn bán tranh cực kỳ đẹp, và tới nay còn có thêm rất nhiều sản phẩm hay ho nữa. Trong tháng 9 các bạn có thể nhận về cực kỳ nhiều ưu đãi khi mua hàng, nên là link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với video thì anh đầu chọc đói chỉ biết khấn bái thần linh. Đói quá, ra mà giờ bát mì tôm hai trứng trần, ít rau muống với lại mấy miếng xúc xích thì ngon. Đói quá thế là con gái anh chọc lăn ra chết. Anh chọc buồn vì anh không vui tí nào. Anh đang nằm im một góc để chuẩn bị chịu số phận cùng con thì một âm thanh gì đó vang vọng bên tai, một lời mời gọi kéo anh đi theo. Ồ, là một ốc đảo. Hay có anh chọc, nãy mà anh bước thêm vài bước nữa là bố con anh sống ngon này. Nước, nhiều nước quá, nhiều đến mức mà anh chọc bơi xuống chứ không uống. Anh bỏ lên bờ, anh thấy đồ ăn, anh vồ vào. Đây là bản tiệc của một vị thần tên là Rapu, anh của Chipu, chính là vị thần mà anh tôn kính. Nhưng tên thần này lại là một tên ích kỷ, có đứa em gái hát đã không hay thôi lại còn không hề quan tâm gì đến tín đồ của mình. Anh chọc đau khổ vì lòng tin bị phản bội, anh tức giận, nhưng mà người trần mắt thịt thì làm gì được các thần. Không sao vì đã có thanh kiếm màu đen tên là Nekoswar dưới đất bay lên tay anh. Đó là thanh kiếm của người vừa bị Rapu giết, một thanh kiếm có khả năng diệt thần. Nó truyền giáo vào đầu anh một số thứ văn hóa phẩm độc hại, cụ thể là đánh bỏ sư bọn thần đi chứ còn chờ gì nữa giáo sư. Nghe lời thanh kiếm, anh chọc chảm cái đầu của tên thần khốn nạn và thề sẽ cướp nghề của vị huynh đài Kratos. Đó chính là sự khởi đầu của Gor, kẻ diệt thần. Tạm rời xa Gor để quay trở lại với vị thần sấm huyền thoại của chúng ta, người lúc này đang xuất hiện trong câu chuyện điều lòi mồm của ông người đá cóc. Cóc kể về một hành trình khổ cực mà Thor đã trải qua, và khổ nhất là số đám giỗ mà anh phải tổ chức trong một năm cho gia đình. Đau thương biến thành calo, Thor tập tành quốc ao diêm dùng các thứ, trở lại với body ngon nghẻ, đồng hành cùng giảm xiếc ngân hà. Sau nhiều trận chiến cam go, đây là thời gian nghỉ giữa hiệp của Thor, nhưng mà giảm xiếc lại đến rủ đi diễn hài, và hành trình mới của Thor bắt đầu. Việc đầu tiên anh làm là giải phóng một hành tinh bị xâm lăng. Với đống kỹ năng võ thuật bà xù học được ông chỉ đạo võ thuật thuê ở lề đường, Thor đánh bại toàn bộ lũ xâm lăng, và thêm một chiến tích nữa được ghi vào đại lộ danh vọng của những trận chiến Kring nhất màn ảnh. Hành tinh này hình như là Ninh Bình, nên là Thor được trao thưởng 2 con dê, trâm có vẻ là không đủ nồi lẩu cho cả đoàn cùng ăn. Đã không biết mua rau gì kèm thì máy phát tín hiệu báo rằng có rất nhiều người đang cầu cứu, trong đó có Sif, một người bạn cũ của Thor. Thor ngay lập tức lên đường giải cứu cô, trong sự xua đuổi của giáp xếp ngân hà. Anh bay đến một vùng đất băng giá, có một vị thần khổng lồ đang chết dần chết mòn. Cách đó không xa là Sif đang bị thương nặng và cosplay thần điêu đại hiệp. Cô nói tất cả đều là do Gor, kẻ diệt thần gây nên, và mục tiêu tiếp theo của hắn có vẻ là Asgard. Trong lúc Sif kể lể thì Gor đã có mặt tại Asgard trên trái đất. Hắn triệu hồi một binh đoàn bóng ma đi quấy phá giấc ngủ người dân, vị vua đương nhiệm và Kree đến ứng cứu, và một bữa tiệc thì không thể nào thiếu hòa âm ánh sáng. Và thế là Thor đến. Nhưng bất ngờ chưa, anh không phải là cái bóng đen led duy nhất ở đây. Một kẻ nào đó đã cầm tình cũ của Thor múa xét các kiểu. Và bất ngờ tiếp chưa, đó là Jane Foster, người
người yêu cũ của Thor đã được trả đủ cát xê để quay trở lại. Lý do đúng hơn thì phải thuộc lại một thời gian trước. Jane đã là một nhà khoa học có tiếng, có nhiều giải thưởng danh giá cũng như là level cao nhất trong trò chơi ung thư. Và những lúc sắp chết thì chúng ta làm gì? Chúng ta cầu khấn thần linh, chúng ta gọi Chúa. Jane đã làm vậy và cô đi theo tiếng gọi của Mel Mel. Cô đến Asgard, một trong những vùng đất linh thiêng và hùng mạnh nhất cửu giới. Rơi hơn nằm một góc bé như con kiến ở trái đất. Jane nhìn chằm chằm cây búa dãy đành đạch. Phản ứng hóa học diễn ra, người búa hợp nhất và chúng ta có Lady Thor. Giờ chỉ cần Thor da đen, Thor động vật nữa là chúng ta sẽ có Oscar. Woo! Tại sao Jane có thể cầm được Mel Mel thì lại phải tua lại vài năm trước khi mà tình yêu của đôi chim di này còn mặn nồng. Thor đã nói với Mel Mel phải luôn bảo vệ cho Jane, nhưng buồn cái là không có ai bảo vệ thời gian biểu của hai người. Thor thì bận làm siêu anh hùng, Jane thì bận đọc xác suất thống kê, và họ thì đang sống trong thế giới mà Bạch Tuyết có thể ra nâu, nhưng mà siêu anh hùng và xác suất thống kê thì không đi được với nhau. Và thế là đôi chim di chia tay. Nhưng mà tạm gác lại chuyện này vì Gore đã tiến đến rất gần. Thor và Gore giao chiến một cách nảy lửa với những động tác chồng không nảy lửa cho lắm. Đang chiếm được thế áp đảo nhưng mà Gore vẫn phải lủi đi vì Thor đang cần thời gian để kéo dài kịch bản. Hắn cũng không quên xách theo vài đứa trẻ. Thor và Jane tỏ ra vô cùng lo lắng cho lũ trẻ, bằng cách hỏi nhau xem mà đã chia tay được bao lâu. Nhân dân Asgard thì đang lo lắng tìm con, Valkyrie thì không biết làm thế nào. Còn Thor chỉ quan tâm là thuốc nhuộm tóc của Jane hãng gì và vì sao gọi mãi mà búa không trở về. Mãi đến khi nhân dân làm ầm lên thì Thor mới đứng dậy phát biểu. Tất cả nín ngay, tôi chỉ cần một phút là tìm được hết. Cần nhiều hơn một phút. Cây phà bão đang bị lỗi đường truyền nên là tạm thời Thor không thể bay nhảy khắp nơi được nữa. Đang không biết làm thế nào thì có một cái đầu hiện ra. Đó là cậu bé Astrid, con trai của Heimdall. Dô củ, 2022 rồi mà mày vẫn 144p thế kia. Chú có làm VFX đích đâu mà chú biết là mờ hay nét. CGI làm 2 tháng chỉ được này thôi. Thor chỉ cho Astrid tuyệt kỹ mắt thần gia truyền của Heimdall và nó đưa anh tới một vùng đất tối om tên là giới hắc ám. Sau khi hứa sẽ giải cứu lũ trẻ, Thor trở lại và không biết sẽ giải cứu kiểu gì. Valkyrie đề nghị họ đến Omnipotent, nơi ở của những vị thần mạnh nhất. Ở đó họ có thể chiêu mộ những vị thần tối cao như là Hequin, Hermes, Zeus, những người có đồng nghiệp bị Gore vật đầu ở một cái vũ trụ nào đấy. Vấn đề lúc này là cây phá bão đang bị hỏng, buộc Thor phải di chuyển bằng thuyền được kéo bằng 2 con dê. Thế là thanh niên tranh thủ cưa cẩm lại Jane một chút, nhưng mà Jane không quan tâm lắm mà đang ung thư bó sừ ra. Thực ra Mel Mel chỉ giúp Jane tạo một cái vỏ bọc cường tráng khỏe mạnh, chứ bên trong thì cô vẫn là một đứa ung thư giai đoạn cuối. Thậm chí là Mel Mel còn làm Jane chết nhanh hơn. Nhưng mà thôi kệ đi, bố mày có siêu sức mạnh. Và thế là hành trình bắt đầu. Omnipotent thăng tiến, những vị thần hùng mạnh nhất đều đang ở đây, bao gồm cả Zeus, vị vua của đỉnh Olympus. Và họ ở đây làm gì? Họ biểu diễn trò điều khiển. Và họ làm gì tiếp? Họ bàn xem sẽ tổ chức Herogasm ở đâu. Thor đứng ra kêu gọi thành lập một đội quân để tiêu diệt Gore, nhưng mà thần rớt dí bộ phận sinh dục nam quan tâm. Bộ phận sinh dục của ông đang bận gì cái khác. Tên Gore đang bắt cóc trẻ em kìa. Thế là sao? Trông ra giống công an lắm à? Ông mà đồ hèn. Hèn nhưng bố mày sống, Odin nhà ông dũng cảm ông chết đấy. Bất lực với những lời nói ích kỷ của Zeus, không cần chờ Gore đến, tự tay Thor thảm sát hàng loạt các vị thần luôn. Zeus không thể để yên cho Thor oanh tạc, ném cây tẩm sét kết liễu Gore. Thor tưởng Gore đã chết, ném tia sét xuyên qua người Zeus. Zeus gục xuống trước mặt các vị thần, xong hóa ra Gore không chết. Zeus oan vãi cả bìu. Valkyrie lụm luôn tia sét của Zeus và cả đội tự mình di chuyển tới giới hắc ám. Đây cũng là cơ hội để Thor yêu lại từ đầu. Jane thì tiết lộ mình bị ung thư sắp chết, khiến Thor vô cùng lo lắng. Rồi cảnh lãng mạn thì cũng chẳng kéo dài lâu, vì ngay lập tức họ bị bay màu, cập bến thế giới bóng tối. Và đây Gore đã chờ sẵn, cả nhóm sập bẫy. Gore liên tục bảo Thor hãy gọi cây bố đến, không phải là vì muốn một trận chiến công bằng, mà là vì hắn ta muốn đến gặp Eternity, một thực thể quyền năng nhất nhì vũ trụ, để có thể xin một điều ước. Và cây phá bão chính là chìa khóa đến được đó. Bro, sát thần gì mà hơi đần nhá. Ông sang xứ Ả Rập Xê Út tìm cái đèn xong gõ gõ, cái thần đèn nó cho ông tận 3 điều. Gore dùng Jane để ép Thor gọi phá bão. Thor bị cảm xúc lấn át ý chí, và thế là Gore đạt được mục đích. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra, long đến nỗi gọi được cả màu sắc trở lại. Valkyrie cũng lanh chanh lao vào góp sức, nhưng bị Gore mọc lốp phát giữa lưng. Thế là Thor đành phải sủi về trái đất chữa thương cho Valkyrie. Còn Gore thì giật được cây phá bão lại, ung dung tiến tới Eternity, trở lại trái đất với hai thương binh hạng nặng. Thor khuyên Jane không nên sử dụng Mel Mel nữa vì nó đang hút cạn sinh lực của cô. Có siêu sức mạnh làm siêu anh hùng thì cũng vui đấy, nhưng mà làm cho cố rồi chết thì làm gì? Jane nghe theo và chịu nằm im chữa bệnh. Thor ra ngoài lấy tia sét chỗ Valkyrie và tự mình tiến đến Eternity. Lúc này Gore đã bắt đầu quá trình mở cổng và quay lại triệu hồi một đám lâu la để cản trở Thor. Thor thì vẫn bình chân như vậy, nói chuyện với đám trẻ mà Gore dẫn đến. Nhân dịp bố mẹ chúng nó không có ở đây, Thor xúi giục bọn trẻ đi nhặt vũ khí xung quanh. Chúng mày cầm gì lên được để CGI của phim lo liệu. Cùng với đó, Thor truyền sức mạnh của sấm sét cho lũ trẻ và một đội quân nhí nhố ra đời. Bọn trẻ đánh bại đội quân bóng đêm, còn Thor thì tiếp chiêu Gore. Nhưng mà do nịt bụng quá chặt, hướng gió không ủng hộ, vũ khí không thuận tay, Thor dễ dàng bị Gore áp đảo.
Jane thì nhằm nhà mãi không chịu được, mèo mèo cứ gọi cô. Đúng là một khi đã nghiện thì mãi nghiện. Jane cưỡi ngựa của Valkyrie lao đến Eternity. Mặc dù Thor không muốn lắm nhưng mà thêm một đồng đội thì cũng tốt. Jane tiếp chiêu Thor, còn Thor đi lấy lại cây phá bão. Anh ném phá bão cho Astrid để đưa các bạn về nhà. Còn anh và Jane tiếp tục công chuyện với Gore. Nhân lúc Thor đang cầm chân Gore, Jane ném mèo mèo phá vỡ Necrosaur, dùng các mảnh của mèo mèo hút các mảnh vỡ của Necrosaur, không cho nó ghép lại và cô chút hết những sức lực cuối phá hủy Necrosaur. Thor lao đến bên Jane mà không nhận ra Gore đã trôi qua được cánh cổng. Đứng trước Eternity, chỉ cần một điều ước là tất cả vị thần sẽ ra đi. Lúc này thì đánh đấm gì nữa, Thor lại kiểu, ôi, thống não chi thật nào. Ôi, giây phút cuối cùng rồi, tao đi ôm người yêu, kiểu gì cũng chết mà, sao không ở bên người mình yêu đi. Và thế là một điều gì đó đã thức tỉnh trong Gore. Gore ước là cô con gái của mình sẽ sống lại. Và thế là hai cha con đoàn tụ trong niềm hạnh phúc của Gore. Ở cách đó 3 mét thì Jane đang nói lời chăn chối với Thor. Mãi mãi yêu anh, em buồn lắm các thứ. Và thế là cô ra đi như một chiến binh, được đưa đến Valhalla sánh vai cùng Heimdall và Odin. Co quay sang Thor và nói, mất người yêu nhận con nuôi đấy. Và cũng nhắm mắt xuôi tay. Sau mọi chuyện thì những đứa trẻ trở về Asgard, được dạy những khóa học chiến đấu cơ bản để tránh bị bắt cóc sau này. Thor từ lúc có con gái nuôi cũng chăm chỉ rời bát hơn. Và cô con gái này tên là Love, tình yêu. Hai bố con cùng nhau tạo thành cặp đôi sấm sét và tình yêu oanh tạc vũ trụ. Nhưng mà Thor vẫn không biết rằng Zeus vẫn chưa hề chết và chuẩn bị mang đến một cơn ác mộng mà Thor không bao giờ ngờ đến, mang tên Hercules hoặc là Hercules gì đấy. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong Thor Love and Thunder. Giờ tháo não đã hết, vậy các bạn lắp vào để đi xem phim khác. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer. Vui Vẻ, người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhi đồng tối tai, nhi đồng bất não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.